Cựu Thứ trưởng Bộ Y tế Cao Minh Quang bị đề nghị phạt 30 đến 36 tháng tù treo. Với cáo buộc thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng, gây thiệt hại cho nhà nước số tiền hơn 3,8 triệu đô la Mỹ, cựu Thứ trưởng Cao Minh Quang bị Viện Kiểm sát đề nghị mức án 30 đến 36 tháng tù cho hưởng án treo. Sáng 22 tháng 11, khi nêu quan điểm luận tội, đại diện Viện Kiểm sát đã đề nghị Hội đồng xét xử Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội tuyên phạt cựu Thứ trưởng Bộ Y tế Cao Minh Quang mức án từ 30 đến 36 tháng tù nhưng cho hưởng án treo về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. Cùng tội nêu trên, nhóm cán bộ lãnh đạo thuộc Bộ Y tế gồm Dương Huy Liệu, cựu Vụ trưởng Vụ Kế hoạch Tài chính bị đề nghị 24 đến 30 tháng tù treo, Nguyễn Việt Hùng, cựu Cục Phó Cục Quản lý Dược bị đề nghị 30 đến 36 tháng tù giam, Nguyễn Nam Liên, cựu Phó Vụ Kế hoạch Tài chính 24 đến 30 tháng tù giam và Phạm Thị Minh Nga, cựu Kế toán trưởng Ban Quản lý Kế hoạch Phòng chống dịch cúm A 18 đến 24 tháng tù treo. Ở nhóm tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ, Viện Kiểm sát đề nghị tuyên phạt bị cáo Lương Văn Hóa, cựu Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty Dược Cửu Long 9 đến 10 năm tù, Nguyễn Văn Thanh Hải, nguyên Kế toán trưởng Công ty Dược Cửu Long 6 đến 7 năm tù và Ngô Hữu Hiếu Nghĩa, nguyên Giám đốc chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh kiêm Giám đốc điều hành phòng xuất nhập khẩu thuộc Công ty Cổ phần Dược phẩm Cửu Long 6 đến 7 năm tù. Đối với bị cáo Nguyễn Thanh Tòng, cựu Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Dược phẩm Cửu Long đã không qua khỏi, cơ quan truy tố đề nghị hội đồng xét xử đình chỉ xét xử vụ án đối với bị cáo. Về trách nhiệm dân sự, buộc các bị cáo phải nộp lại số tiền hưởng lợi bất chính. Viện Kiểm sát cho rằng Công ty Dược Cửu Long phải chấp hành cơ chế quản lý giá, trợ giá, đồng thời phải cung cấp thông tin về giá. Quá trình sản xuất thuốc, các bị cáo đã không tuân thủ các quy định giữ lại số tiền 3,8 triệu đô la Mỹ gây thiệt hại cho nhà nước. Theo Viện Kiểm sát, lời khai của các bị cáo tại phiên tòa là phù hợp với các lời khai trong tài liệu hồ sơ vụ án, nên việc truy tố các bị cáo tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ là có căn cứ. Đối với nhóm tội danh này, Viện Kiểm sát khẳng định bị cáo Lương Văn Hóa là người giữ vai trò chính, có trách nhiệm cao nhất. Các bị cáo còn lại giữ vai trò đồng phạm với bị cáo Hóa. Đối với nhóm cựu cán bộ tại Bộ Y tế, bị cáo Dương Huy Liệu, Nguyễn Nam Liên và Phạm Thị Minh Nga được giao nhiệm vụ ký kết, theo dõi việc thực hiện thanh quyết toán hợp đồng sản xuất thuốc giữa Bộ Y tế và Công ty Dược Cửu Long. Sau quá trình thực hiện hợp đồng và khi thanh lý hợp đồng đã không xem xét, kiểm tra việc thực hiện điều khoản đàm phán giảm giá mua nguyên liệu. Riêng ông Cao Minh Quang được giao nhiệm vụ chỉ đạo định kỳ kiểm tra, đánh giá, tổng hợp tình hình mua, bảo quản, sử dụng thuốc Tamiflu, nguyên liệu Oseltamivir và sản xuất thuốc dự trữ. Tuy nhiên, cựu Thứ trưởng Bộ Y tế đã thiếu trách nhiệm, không thực hiện đầy đủ nhiệm vụ được giao, không chỉ đạo kiểm tra để làm rõ số tiền hơn 3,8 triệu đô la Mỹ Công ty Dược Cửu Long chưa thanh toán cho nhà cung cấp nguyên liệu, nên không phát hiện doanh nghiệp này giữ lại gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước. Quá trình điều tra và xét xử tại tòa, ông Cao Minh Quang thành khẩn khai báo, nhận một phần trách nhiệm, đã nộp 1,5 tỷ đồng khắc phục hậu quả nên không nhất thiết áp dụng hình phạt tù, cho bị cáo hưởng án treo thể hiện tính nhân văn của pháp luật. Khí tượng thủy văn quốc gia, từ hôm nay 22 tháng 11, mưa giảm dần tại khu vực Nam Trung Bộ nhưng lại mở rộng ra từ các tỉnh Thanh Hóa đến Quảng Bình và sẽ kéo dài trong nhiều ngày. Dự báo từ trong ngày và đêm nay, khu vực từ Nam Nghệ An đến Bình Thuận, Tây Nguyên và Nam Bộ tiếp tục có mưa vừa mưa to, có nơi mưa rất to. Mưa lớn nhất tập trung tại các tỉnh Quảng Trị đến Quảng Ngãi với lượng mưa phổ biến 19 giờ ngày 22 tháng 11 từ 70-150mm, có nơi trên 200mm. Khu vực Nam Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình và Nam Bộ thời gian này mưa phổ biến từ 50-100mm, có nơi trên 120mm. Khu vực Bình Định đến Bình Thuận và Tây Nguyên mưa giảm về cường độ với tổng lượng mưa từ 30-60mm, có nơi trên 80mm. Dự báo từ 23 tháng 11, mưa lớn sẽ giảm ở các tỉnh Quảng Trị đến Quảng Ngãi, Tây Nguyên và Nam Bộ, tuy nhiên lại mở rộng ra các tỉnh Thanh Hóa đến Quảng Bình. Dự báo từ 23 đến 24 tháng 11, khu vực này có mưa vừa mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến từ 70-150mm, có nơi trên 150mm. Do mưa lớn kéo dài, nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi, ngập úng tại các khu vực trũng thấp. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Thời gian gần đây, thị trường xăng dầu trên cả nước đã có nhiều biến động, không chỉ là về giá mà cả nguồn cung. Đặc biệt tại nhiều địa phương, nhất là các đô thị tập trung lớn như là Thành phố Hồ Chí Minh, nguồn cung rất hạn chế. Tuy nhiên, bằng nhiều giải pháp, nguồn cung xăng dầu vẫn tương đối ổn định và cảnh tượng người dân chật vật đi đổ xăng dầu đã không còn xuất hiện nhiều. Ghi nhận sau đây tại tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Tại các cửa hàng xăng dầu trên địa bàn các địa phương như thị xã Phú Mỹ, thành phố Vũng Tàu, huyện Long Điền, huyện Đất Đỏ là những địa phương tiêu thụ xăng dầu lớn nhất tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu do tập trung nhiều khu công nghiệp, cảng biển, ghe tàu đánh bắt hải sản. Những ngày qua, tại các cửa hàng xăng dầu, hoạt động mua bán vẫn diễn ra bình thường, không có điểm kinh doanh nào đóng cửa hoặc hạn chế lượng bán ra.
Như cửa hàng thế này là được công ty cung ứng đầy đủ nguồn hàng để bán hàng phục vụ bà con khách hàng. Đáp ứng cái nguồn hàng riêng Petrolimex và để Vũng Tàu và Petrolimex nói chung thì luôn đảm bảo cung ứng nguồn hàng đầy đủ phục vụ sản xuất kinh doanh và tiêu thụ cho địa bàn. Sở Công Thương tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu thường xuyên làm việc với các thương nhân cung ứng xăng dầu đầu mối và các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh để ghi nhận những khó khăn, kịp thời xử lý những vướng mắc. Lực lượng quản lý thị trường cũng thường xuyên kiểm tra giám sát hoạt động của các cửa hàng nhằm bảo đảm duy trì nguồn cung, phục vụ sản xuất và tiêu dùng. Đối với doanh nghiệp đầu mối cũng cố gắng làm sao đảm bảo cung cấp đủ cái nguồn hàng theo nhu cầu của các doanh nghiệp bán lẻ để đảm bảo làm sao cái nguồn hàng được xuyên suốt. Phía cơ quan quản lý thị trường thì cũng tiếp tục là tổ chức kiểm tra, giám sát, nắm bắt tình hình cung ứng xăng dầu trên địa bàn tỉnh. Trường hợp có vấn đề gì khó khăn trước mắt thì cũng kịp thời thông tin về cho Sở Công Thương để trên cơ sở đó kiến nghị cho Ủy ban nhân dân tỉnh cũng như kiến nghị lên Bộ Công Thương để có cái giải pháp. Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu hiện có 13 kho xăng dầu, 7 thương nhân đầu mối và 322 cửa hàng bán lẻ. Qua theo dõi giám sát, Cục Quản lý Thị trường tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu chưa phát hiện trường hợp nào có ý găm hàng, tạo khan hiếm nguồn cung hoặc vi phạm trong kinh doanh xăng dầu. Nguồn xăng dầu luôn được các thương nhân đầu mối đáp ứng đủ trong hệ thống và theo yêu cầu đặt hàng của các thương nhân phân phối. Hầu hết các cửa hàng bán lẻ xăng dầu hoạt động bình thường. Một số cửa hàng bán lẻ hết hàng cục bộ, tuy nhiên chỉ trong 12 tiếng trở lại, nguồn cung được bổ sung. 10 cửa hàng bán lẻ xăng dầu phải đóng cửa vì chưa đáp ứng các điều kiện được cấp giấy chứng nhận kinh doanh hoặc do giấy phép kinh doanh hết hạn hoặc đang sửa chữa chờ giải thể. Chỉ còn khoảng 2 tháng nữa là chúng ta sẽ đón Tết Nguyên đán Quý Mão 2023. Và thời điểm này thì tại nhiều làng nghề, người dân đã bắt đầu chuẩn bị các sản phẩm truyền thống của địa phương để phục vụ cho thị trường Tết. Dù vất vả, bận rộn hơn, thế nhưng ai cũng phấn khởi vì giá cả cao hơn ngày thường. Và sau đây xin mời quý vị sẽ cùng theo dõi ghi nhận tại tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Trung bình mỗi tháng, cơ sở xó ốc mỹ nghệ của bà Vũ Thị Trức tại thành phố Vũng Tàu sản xuất gần 1.000 sản phẩm các loại. Những tháng cuối năm, do nhu cầu tăng cao nên cơ sở cũng tăng công suất lên 20%. Có những tuần, cơ sở của bà phải tăng ca đêm mới kịp đơn hàng. Doanh thu trung bình mỗi năm của cơ sở khoảng 800 triệu đến 1 tỷ đồng, tạo việc làm cho 9 đến 10 lao động với thu nhập từ 6 đến 8 triệu đồng một người một tháng. Những tháng trước thì mình cứ làm bình thường, nhưng mà sắp tới đây là ngày lễ Tết, rồi du khách đến đây rất là đông. Vì vậy cho nên cơ sở cũng có tăng cường thêm mà cho nhân viên cũng như là các cái mặt hàng á, rồi mình còn sản xuất thêm những mặt hàng mới nữa, lớn và dừa nhỏ gì cũng có để mà phục vụ cho cái ngày lễ Tết sắp đến đó. Từ tháng 8 âm lịch, các hộ trồng hoa tại Bà Rịa Vũng Tàu tập trung xuống giống cho vụ Tết. Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, người trồng hoa dự báo sức tiêu thụ hoa sẽ tăng mạnh 30-50% so với những năm bị ảnh hưởng của dịch COVID-19. Trong vụ hoa Tết 2023, Bà Rịa Vũng Tàu xuống giống hơn 100 hectare, tăng khoảng 20% so với vụ Tết 2022. Thương lái khắp nơi cũng đã bắt đầu đặt hoa ở các nhà vườn với số lượng từ 20-50% diện tích. Thời điểm này thì bà con đang mới ngắt điện xong, thì đang chuẩn bị cho bông vô lụ, đó, làm nụ rồi sau đó mình sẽ tỉa để cho kịp Tết. Năm nay thì bà con làm nhiều hơn năm ngoái. Vâng, tại vì năm nay tình hình dịch nó cũng ổn định đấy. Nên là bà con người ta cũng hy vọng là Tết thì ai cũng mua bông về trưng. Nên là bà con trồng rất là nhiều. Thời gian này thì hoa thì bây giờ mình nó đang chuẩn bị vào nụ rồi. Thì mình cũng cắt đèn cho nó. Thì mình cắm tre, rồi mình cột gọn bông lên. Rồi cho hoa ra nụ rồi mình kêu nhân công tỉa thôi. Là đã ổn rồi. Tết đang cận kề, nông dân cũng bận rộn hơn. Công việc thường bắt đầu từ 3 giờ sáng và kết thúc khi đã quá nửa đêm. Tuy vất vả, nhưng ai cũng phấn khởi vì đầu ra của sản phẩm xu hướng sẽ ổn định, giá cả cao hơn ngày thường. Thưa quý vị, trong thời gian qua, trên cao tốc Nội Bài Lào Cai đoạn qua địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc tồn tại nhiều bất cập gây mất an toàn cho các phương tiện qua lại. Để xử lý tình trạng trên, mới đây Cục Đường Bộ Việt Nam đã chỉ đạo Tổng Công ty Đầu tư Phát triển Đường Cao Tốc Việt Nam VEC khẩn trương khắc phục, đảm bảo an toàn giao thông cho phương tiện đi qua khu vực này.
Theo đó, hiện nay tại địa điểm trên có nhiều tồn tại bất cập như hàng rào bảo vệ bị phá bỏ, tôn hộ lan bị tháo dỡ, hình thành lối đi tự phát, tình trạng xe khách dừng đỗ đón trả khách hoặc giao nhận hàng hóa không đúng nơi quy định. Một số vị trí mặt đường bị hằn lún vệt bánh xe, rạn nứt, trồi lún, không đảm bảo an toàn kỹ thuật cho phương tiện lưu thông. Khu quản lý đường bộ 1 có trách nhiệm đôn đốc hướng dẫn VEC quản lý bảo trì, tổ chức giao thông trên tuyến định kỳ, thường xuyên kiểm tra khắc phục các tồn tại, đảm bảo an toàn giao thông. Trước đó, Bộ Giao thông Vận tải cũng đã có văn bản yêu cầu VEC nâng cao trách nhiệm trong khắc phục sửa chữa hạ tầng giao thông trên các tuyến cao tốc do đơn vị này quản lý, nhưng việc thực hiện vẫn còn chậm, chưa đảm bảo chất lượng khai thác.